11% như vậy được coi là đúng giá rồi. Đúng không? Chỗ này đang được coi là đúng giá rồi, chắc là PE9 rồi. Vậy là không kỳ vọng được là chuyện là trong vòng 1 2 tháng tới là sẽ bật ngay đúng không? Chúng ta sẽ phải chờ đến khi có báo cáo tài chính quý 3, thế thì công ty mới mới có dấu hiệu được đúng không? Hôm nay đánh giá là để gọi là như mục đích ban đầu nói là để cập nhật đến thôi đúng không, chứ còn chưa hẳn là ngon ngay, ngon hay không thì có khi phải năm sau, năm nay thì chắc chắn là không có vẹo gì rồi. Thế vậy là theo những hệ số này là chưa chưa ngon quá đúng không? Công ty như vậy. Này chắc thêm từ này đúng lại sau thuế không? Thuộc về công ty mẹ trên vốn điều lệ ngoái thì lãi số thuế trên rồi đúng không? 115.7 đúng không? Còn năm ngoái hình như là công ty cũng có một vụ tăng vốn điều lệ phải. Chúng ta check lại nha. Mình lấy cái vốn điều lệ cuối năm đi cho nó đơn giản đúng không? Đúng rồi. 274. Nhập nhập. Vậy là đến 40%. Vậy rất cao. Đây là chuyện là chia cổ tức tiền mặt đúng không? Theo như ghi nhận là 8% đúng không? Thế còn năm nay họ vẫn lúc nãy vừa xem đâu nhỉ? Vẫn để 18 đúng không? Như vậy là mình bàn dạng mạnh dạn là phỏng đoán là giống như năm ngoái không? 10% là bằng cổ phiếu và 8% bằng tiền mặt. Đây gọi là mình dự đoán thôi nhé, dù sao thì nó cũng chỉ là dự đoán. Đó, khi chung chung đấy là nó không có một cái định nghĩa nào cả. Rồi đấy là những cái mình nhìn được. Thế còn hai cái lần 8% kia đúng không, một lần có thể là cái họ chia là chia theo kiểu năm năm tài chính đúng không? Một cái thì hồi cái vốn điều lệ hồi hồi này chắc là thấp, chắc là vốn điều lệ hồi này đúng không? Hai từ 24,5 đúng không? 5% của 24,5 rồi đúng không? Đấy là cái thứ nhất, đấy là 12 tỷ. Thứ hai là cái 3% trong đợt vừa rồi đúng không? Đợt vừa rồi thì đấy còn chưa ESOP đúng không? Lúc đấy là lên đến 274 rồi. Đúng rồi. 274 rồi. Đúng không? Mình nhân tại thôi đúng không? Cũng có thể là số nó hơi lệch một chút. Nhưng mà đại khái là chúng ta có mất khoảng 20 tỷ. Còn thực ra là công ty lợi nhuận thực trong năm ngoái là 115 tỷ đúng không? Vậy là nếu mà để gọi là để ăn cổ tức thì chắc là không phải, nó sẽ hệ số mà đây ăn cổ tức thì là có 8% đúng không, 8,8 rồi. Và chúng ta chia cho giá cổ phiếu thì rất cao đúng không, có 2% thôi, chúng ta không thể kỳ vọng gì ở cái trò này rồi. Rồi đúng không, đấy là những cái còn tỷ lệ đúng không, tỷ lệ mà tức trên lãi sau thuế công ty mẹ đúng không, 2020 theo biên độ đấy đúng không? Thì chúng ta có thể thấy là ở đây năm ngoái là 115 tỷ 7 đúng không? À, cổ tức đi. Cổ tức thì đây, hôm nay.
Chúng ta lấy cái này đúng không? Chia cho cái trên này. Nói chung là nó chỉ độ đúng rồi. Có 17% thôi, còn chưa được nổi 1/5. Cũng được, đúng không? Là có cam kết với một chút với nhà đầu tư. Vậy là chúng ta có lãi giữ lại. Rồi đây rồi mình phải vào trong này đúng không? Tìm tờ trình số 4. Thì tại đây thì chúng ta có cái phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2020. Theo báo cáo hợp nhất thì lần sau thì ra được là 179 tỷ đúng không? Lợi nhuận lũy kế cái gì đấy 160 tỷ. Phát hành trích lập thì không trích lập gì cả, đúng không? Ở đây thì họ sẽ phát hành cổ phiếu cho từ nguồn vốn chủ sở hữu đúng không? Là bản chất là cổ phiếu thưởng là 10%, cái này thì xảy ra rồi. Đúng không? Hình như là hàng còn chưa về. Thế còn cái này gọi là thưởng ESOP ngon là 5 tỷ. Cổ phiếu thì mặt đây rồi đúng 20 tỷ rồi, đúng không? Mình tính hình như là lệch một chút, không sao cả. Đúng không? 5 tỷ. Rồi, đúng không? Thế thì như vậy là họ sẽ mất 5 tỷ cho cái này, đúng không? ESOP. Như vậy là dễ rồi, đúng không? Một trăm mười lăm chấm chấm bảy đúng không, và chúng ta trừ đi cái 20.47 gì kia đúng không, và chúng ta trừ tiếp 5 tỷ đúng không, ông cắt sang ESOP, khả năng là của cái ESOP không đủ tiền đúng không? Cắt ngược sang đúng không? Đây rõ ràng ở đây ghi như vậy. Đây, tranh thủ mình xem cái ESOP này nó có thông tin gì không. Rồi giá phát hành là 10, khả năng là ông ấy gạt từ cái quỹ khai thác vốn lợi sang. Đúng rồi, đúng đây rồi, hết như này hết khoảng 4 tỷ rưỡi, gần 4 tỷ 6, à còn ghi cả danh sách người nữa. Ở bên này rồi, không sao đúng không, rõ ràng quá. Cán bộ chủ chốt đây người mấy chục ngàn rồi đúng không, phòng kế toán đây. Rồi chúng như này là gần như chúng ta sẽ nhìn được hết các cái phòng ban của họ. Tốt quá đúng không? Một công ty nhỏ nhưng mà lại rõ ràng như này. Đúng không? Bình thường thì thấy bên sở Hồ Chí Minh người ta hay hay che, đúng không? Chúng ta không nhìn được gì cả. Nhưng bên này thì lại rất là rõ. Cán bộ nhân viên nhà máy nước, thủ kho công trường. Rồi phòng thí nghiệm, bộ phận khác, lái xe, như vậy có đến 6 lái xe. Lái máy, đúng không? Chạm trộn. Rồi đúng không, vậy là cũng khá nhiều người đúng không, nhìn này là cũng được, cũng có vẻ xuôi xuôi tí. Bữa xem Mai Trung Hồng ngày xưa đánh giá thấy ba cổ đông được toàn chủ, không ổn lắm, cũng được đúng không, nói chung là cũng xuôi đúng không? Rồi đúng không? Nói chung là đây vẫn là một thiên hướng của một công ty tăng trưởng đúng không? Chứ không phải là kém gì đúng không? Như vậy là chắc chắn đây là chiến lược tăng trưởng, còn chúng ta đầu tư ở đây thì cũng không thể kỳ vọng là ăn cổ tức tiền mặt được đúng không, 8% trên giá 30 nó không được bao nhiêu cả đúng không. Vậy là chúng ta có cái sơ bộ về về doanh nghiệp rồi, tạm thời như vậy. Thế còn cái chuyện mà cổ đông chúng ta sẽ đánh giá sau đúng không, hôm nay chúng ta sẽ vào thử đúng không? Đây là một công ty với giá nổi nhá, công ty cổ phần gì Thành Đạt gì đấy, đầu tư phát triển Thành Đạt. Wow, sàn HNX rất lâu rồi chúng ta mới có một công ty sàn sàn nổi như này. Ngày xưa còn hay gặp con cơ, về sau này sẽ trở lại con. Chúng ta thử nhá. Như vậy là chúng ta cũng sơ bộ được về công ty rồi. Tôi xem thử xem ở đây công ty có cái gì không. Thời gian tới công ty sẽ dự kiến sẽ có đợt phát hành thêm nhá, 5 đợt 1, không biết là giá nào. Rồi đúng không, 63 trang nghe có vẻ cũng đẹp đẽ đúng không? Nhìn dễ. Đấy, chắc phát hành khoảng tháng 3 tháng 4 tháng 5. Rồi cái này mẫu một luật thôi nhá, cái này thì ai xem hay xem thì cứ theo thế mà triển thôi.
rồi đúng không? Vậy chú này cũng rất có tuổi đúng không? À, trách tuổi này 63 tuổi rồi đúng không? Vậy là cực kỳ có tuổi rồi, đúng rồi. À, Nguyễn Huy Cương, cái này chuẩn bị có thể chuyển cho thế hệ sau rồi. Một thành viên khác có 28 tuổi, thư ký 33, còn lại còn lão làng thôi đúng không? Như vậy hội đồng quản trị hơi hơi già. À chú này thành viên là kia phó tổng mỗi Nguyễn Quang Trí đúng không? Không biết tuổi tác như nào. Cái ban kiểm soát cũng thế đúng không? Như vậy đây là một công ty rất là già nua đúng không? Như vậy là nếu chúng ta đầu tư vào đây khả năng là bật mạnh là à, như kiểu là sông sáo đúng không? Bật mạnh là sẽ khả năng không xảy ra. Mà thiên về gọi là bài bản chắc chắn đúng các chú này cũng có tuổi quá rồi đúng không? Thời sông sáo có khi là nó cũng có thể sẽ qua. Như vậy là tuổi tác là như vậy đúng không? Chúng ta quay lại tìm hiểu công ty xem như nào. Rồi, đúng không? Đấy là những gì mình thấy đúng không? Rồi xem công ty nói năng tí xem như nào. À, được thành lập vào năm 2011 đúng không? Vậy là 2001 được đúng 20 năm rồi. Nhưng mà lúc ấy chú lập công ty là cũng đứng tuổi rồi đúng không? 43. Tiêu biểu rồi đúng không? Xây dựng đúng không? Như vậy là họ làm bên xây dựng ở Hà Nam đúng không? Đấy. Rồi chứ còn ban đầu thì không phải khu nghiệp đúng không? Phi vào sau rồi. Rồi đây là cái khẩu hiệu thôi. Rồi đây 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 tôi quá đúng không? Công ty sẽ tập trung vào một số lĩnh vực sau đúng không? Tốt rồi. Vậy là tiếp là chúng ta chưa nhìn thấy công ty đâu cả đúng không? Giới thiệu luôn. Rồi tiếp tục đầu tư hoàn thiện khu nghiệp Đồng Văn Ba về hạ tầng, sẵn sàng chọn lọc và thu hút các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Đài Loan có năng lực và khả năng đầu tư lớn. Đúng không? Như vậy là họ đã giới thiệu luôn đúng không? Vậy là khu nghiệp Đồng Văn Ba. Rồi đúng không? Thế còn theo tập trung đúng không? Được quả. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng đúng không? Khu công nghiệp Đồng Văn Ba đúng không? Để ở đây là hút nhà đầu tư đúng không? Nhật Bản, Đài Loan đúng không? Đài muốn như vậy áp dụng đơn giá thuê theo đơn giá mới phù hợp với giá thị trường chung đến tháng 7 của năm 2021, tức là vừa tháng vừa rồi đúng không? Từ từ cái báo cáo thường niên này lúc nào nhỉ? Để xa xa chút. Rồi, rất nhiều thông tin tháng 4 đúng không? 27 tháng 4. Như vậy là tháng 4 của năm 2021. Họ dự kiến 3 tháng sau rồi, là sẽ có hai nhà máy lớn. Rồi, đây là thông tin họ đưa ra. Tức là lúc đấy là lũ đang đang đạp dài nhá. Tiếp đấy có đang khả năng tự tin ở Việt Nam thì nó cao, bây giờ thì không cao. Sẽ có hai nhà máy lớn của Đài Loan đi hoạt động đúng không? Đi vào hoạt động rồi với số lao động khoảng 40 người, tốt quá. Vậy là chỉ cần bán dịch vụ ăn theo cho cái đống này thôi là cũng cũng ra việc rồi.
Công ty tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, trong đó đầu tư dịch vụ khu dịch vụ thương mại, tổ hợp khách sạn và nhà cho thuê. Đúng rồi, hôm nọ mình view bên Gin đúng không, Gin họ cũng nhắc đến cái chuyện khách sạn cho khu nghiệp, tức là họ cũng chú trọng vào cái này. Như vậy đây, hôm nay đọc ở đây thì cũng thấy công ty nhấn vào cái này. Có thể cái ngày ngày xưa đúng không, 2019 mình đánh giá IDV nó chả quan tâm gì cái này nhiều cả, bây giờ thì các công ty sau thì thấy họ cũng rất chú trọng cái này. Đặc biệt công ty chú trọng đầu tư vào khu nhà ở cho công nhân, đáp ứng nhu cầu của người lao động trong khu nghiệp, đúng không? Như vậy là như kiểu chọn gói rồi. Dự kiến tổng mức đầu tư là hàng ngàn tỷ mà Thành Đạt là đối tác chiến lược của Đồng Văn Ba với 6 nhà một mặt, đúng không? Để coi công ty mẹ. Nào. Vậy là dịch vụ ăn theo, đúng không? Dịch vụ mại đúng không? Rồi khách sạn, rồi nhà cho thuê, rồi cả cái chuyện là khu nhà ở công nhân, đúng không? Chuẩn quá. Rồi rồi đúng không? Rồi, những cái nhìn thấy. Nói với các sản phẩm khác thì như tổ hợp dịch vụ thương mại, khách sạn, cây xăng, bến xe, trung tâm tỉnh, nhà máy nước, trạm trộn bê tông cũng được đầu tư. Rồi rồi, như vậy ông ấy hơi 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 nhiều đúng không? Từ kỳ vọng này là không có sự tỉnh kinh tế của tỉnh Hà Nam sau khi hai bệnh viện Bạch Mai và Đức hoạt động. Rồi, như vậy hai bệnh viện tuyến trung ương có cơ sở ở Hà Nam, đúng không? Như vậy ông đầu tư thêm một loạt hạ tầng nữa. Rồi, tốt quá. Đây là vấn đề thứ hai, đúng không? Thứ hai mà công ty nêu ra. Dịch vụ thương mại này, khách sạn này, cây xăng này, rồi có cả bến xe nữa cơ, nhà máy nước. Như vậy là gần như là giống như một khu đô thị rồi, trạm trộn bê tông rồi đúng không? Ở đây thì có bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, tuyến trung ương xuống. Trong năm mốt thì công ty tiếp tục đầu tư dự án bất động sản mới gồm khu thị Văn Xá, Chợ Lương, 30 ha liên doanh với tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội. Như đây chính là thằng Nứa Đà rồi, đúng mình nhớ mang máng tên tên đúng rồi, đúng rồi, đúng đúng rồi, đúng không? Như vậy là có một cái vụ vụ liên danh à. Khu đô thị Văn Xá, Chợ Lương đúng không? Đường 3 x 2 tạ và liên danh.